Trinh Di Phương Trinh tiết lộ bất ngờ về người mới của Bằng Kiều. Linh không có chỗ nào để chê, đẹp người, đẹp nết, dễ thương, biết cách cư xử, Trinh Di Phương Trinh chia sẻ. Trinh Di Phương Trinh vừa đưa các con về Việt Nam nghỉ hè và có buổi gặp gỡ thân mật với chồng cũ Bằng Kiều và người mới của anh. Bằng Kiều, vợ cũ và người mới cùng 4 con trai đã có chuyến nghỉ dưỡng vui vẻ tại quê nhà. Trinh Di Phương Trinh rất yêu quý con trai thứ tư của chồng cũ là Bentley. Ngược lại, người mới của Bằng Kiều cũng quý mến ba con riêng của chồng khi mọi người gặp gỡ tại Việt Nam. Bằng Kiều và Trinh Di Phương Trinh là cặp đôi được nhiều người ngưỡng mộ vì cách hành xử văn minh sau ly hôn. Trinh Di Phương Trinh mới đây gây bất ngờ khi chia sẻ bài viết dài cảm nhận về người ấy của Bằng Kiều sau chuyến đi du lịch cùng nhau. Trinh Di Phương Trinh chia sẻ, người mới của Bằng Kiều tên là Mai Linh, kém cô 24 tuổi. Linh rất ngại lên hình từ lúc rộ tin Bằng Kiều có con thứ tư. Hôm nay mình quyết định cho em ấy lên sóng để chính thức giới thiệu em với mọi người. Linh có khuôn mặt hiền hòa, trên môi luôn nở nụ cười tươi rói. Nhìn em như là chị của mấy đứa nhỏ, chứ không ra vẻ bà mẹ kế. Và em cũng thích ba anh của Bentley, gọi em bằng chị chứ không gọi bằng cô. Linh là người hiểu chuyện và khi hai người phụ nữ gặp nhau thì hai gia đình hòa làm một. Mình cũng mừng thầm là Bằng Kiều đã chọn một người như thế, không ngại để anh qua lại với gia đình cũ. Linh không có chỗ nào để chê, đẹp người, đẹp nết, dễ thương, biết cách cư xử. Mẹ của Linh cũng tuyệt vời không kém, vợ cũ Bằng Kiều hết lòng khen ngợi người mới của anh. Nếu như người mới ích kỷ, không thích chồng mình qua lại với vợ cũ, thì lấy gì hòa thuận? Và nếu như vợ cũ ghen ăn tức ở với vợ mới, thì ông chồng có làm gì đi nữa, hai bên cũng không thể thuận hòa. Vì vậy, mấu chốt của vấn đề vẫn là hai người phụ nữ. Nếu chúng ta biết cư xử tốt với nhau, thì không bên nào phải thiệt thòi mà còn được nhiều hơn, Trinh Di Phương Trinh bày tỏ. Không chỉ hết lòng khen ngợi người mới của chồng cũ, Trinh Di Phương Trinh còn chia sẻ tình trạng quan hệ hiện tại giữa mình và Bằng Kiều. Cả hai đã đường ai nấy đi hơn 10 năm, nên cô coi anh như một người bạn mà quên mất Bằng Kiều từng là chồng mình. Trinh Di Phương Trinh cũng mừng cho chồng cũ, cầu chúc cho ông bạn và Mai Linh vẫn mãi mãi hạnh phúc bên nhau và mong tình chị em mình luôn như thế.